Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dân tư bản bóc lột thì ăn cao lương mỹ vị Đáng thì móc sọt rác cho dân Việt sơi Đã bao nhiêu thế hệ Việt Nam bị Đảng Cộng sản Việt Nam lừa dối rằng Tư bản thì bóc lột, tư bản đang dãy chết, rồi tư bản hiếu chiến vân vân Và những giá trị đó đã ăn sâu vào bao thế hệ người Việt Nam bị nhồi sọ dưới mái trường xã hội chủ nghĩa đầy độc hại Chủ nghĩa Cộng sản đã xóa sạch tư duy độc lập, một thứ tư duy không thể thiếu trong lao động sáng tạo của con người. Ngày nay, nhiều người Việt Nam đã đi ra nước ngoài và quan sát sự thật được phơi bày. Chỉ có quốc gia tư bản mới làm cho xã hội phồn vinh, chỉ có tư bản mới mang lại bình yên cho xã hội và chỉ có tư bản mới xây dựng được nhà nước phúc lợi cho dân. Nhiều quốc gia tư bản bóc lột đã tiến đến một nhà nước phúc lợi rất lớn. Ngày nay không ai nói về chủ nghĩa tư bản nữa vì chủ nghĩa cộng sản hầu hết đã bị lịch sử quẳng vào sọt rác từ lâu bởi nó quá kinh khủng nó mang lại đói nghèo cho người dân nó hung hăng với chính người dân nó bất chấp luật pháp nó buông thả cho tội phạm phát triển nó tẩy xóa những giá trị mà có thể giúp con người khai mở trước văn minh nó tức đoạt mất tự do của người dân và chính nó bóc lột người dân kinh khủng nhất gây ra cái chết cho hàng trăm triệu người trên khắp thế giới độc tài luôn sinh ra một nhà nước tham nhũng, dân chủ sinh ra một nhà nước phúc lợi cho dân. Đó là thực tế không thể chối cãi. Nhà nước cộng sản là một nhà nước độc tài toàn trị là độc tài độc đảng, mà bản chất của chủ thuyết cộng sản đã xây dựng trên nền tảng của bạo lực. Nó xây dựng xã hội bằng nòng súng chứ không phải bằng sự đồng thuận giữa người dân và nhà nước, sự đồng thuận giữa các tư tưởng và sự đồng thuận giữa các địa phương nó thực sự xứng đáng bị quảng vào xót rác của lịch sử và sự thật nó đã bị thế giới quẳng đi chỉ còn lại đảng cộng sản việt nam và những đảng cộng sản anh em với nó giữ lại thứ rác rưởi ấy để cho người dân sử dụng và bắt người dân phải đi theo chủ nghĩa mark lenin đã tạo ra nhà nước tham nhũng tại việt nam tại các nước văn minh người lao động được tôn trọng và được trả đồng lương tối thiểu đủ để có thể sống trong một xã hội của họ ở một số nước người dân được hưởng một nền giáo dục chất lượng và miễn phí người dân được nhà nước cấp cho y tế miễn phí hoặc với thu nhập thấp thì bị đóng rất thấp thậm chí nhà nước sẽ bảo lãnh người thất nghiệp được trợ cấp người không có nhà nhà nước cho thuê với giá tượng trưng hoặc họ sẽ hỗ trợ xã hội thì vắng bóng cướp giật nhà tù thì vắng bóng tội phạm nguy hiểm đấy là những gì mà chủ nghĩa tư bản bóc lột đã tiến tới vậy còn cái gọi là chủ nghĩa xã hội tại việt nam như thế nào đấy là địa ngục trần gian nơi đây người dân đi xe phải trả tiền cho người trông giữ nếu không sẽ bị mất cắp nơi đây cầm điện thoại ngoài đường là có thể bị cướp giật ngay nơi đây quan chức thì ăn cướp của dân hàng trăm tỷ thậm chí hàng ngàn tỷ nơi đây người dân bất chấp đạo đức bơm thuốc và thực phẩm hại nhau chỉ vì muốn kiếm thêm cho mình có nhiều lợi nhuận Nơi đây, quan chức nhìn thấy dân gặp thảm họa thì cấu kết với nhau để mà trục lợi trên thân xác của họ. Đấy là những thứ rác rưởi của lịch sử đã mang lại cho người dân. Nó bắt đầu từ cái gọi là chủ nghĩa Mark Lenin. Thật ra, kinh hoàng. Vào ngày 4 năm 5 tháng 5 vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 205 năm ngày sinh Karl Marx. Đảng Cộng sản đã tung hô rằng Karl Marx là nhà tư tưởng thiên tài với học thuyết vạn năng. Thực tế, những gì các Marx mang lại cho nhân loại là quá kinh hoàng những đồ tể thuộc hàng kinh tởm nhất của nhân loại qua mọi thời đại. Trong đó có nhiều người xuất hiện từ cái gọi là chủ nghĩa Mark Lenin. Đó chính là Stalin, là Mao Trạch Đông, là Pol Pot, vân vân Và tất nhiên có cả nhân vật mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gọi là cha già, dân tộc. Người dân Việt Nam phải tiêu hóa đống rác lịch sử nhân loại. Cũng trong ngày 5 tháng 5, ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến bảo tàng Anh thăm nơi các Marx từng làm việc nhân kỷ niệm ngày sinh của ông này. Chủ thuyết của ông Các Mác mang lại lợi ích rất lớn cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng nó là thảm họa cho người dân, đất nước và cứ kéo dài mãi chưa biết đến bao giờ dừng đây. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Dân tư bản bóc lột, ao ăn cao lương mỹ vị. Còn Đảng móc sọt rác cho dân Việt sơi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lò nóng ngàn độ, đào hồng lan, lặn mất tầm, thuộc cấp tháo chạy, tránh họa Từ đầu năm 2023 cho đến nay, vụ án Việt Á lắng xuống vụ án chuyến bay giải cứu, vụ án đăng kiểm và vụ án IC bùng lên. Vụ án Việt Á đến nay đã quật được nhiều nhân vật lớn, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phải ngồi tù. Ngoài cựu Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng bị mất ghế vì vụ án này, đặc biệt là cựu Chủ tịch nước bị bật khỏi ghế vì thông tin cho rằng đã để cho vợ dính đến vụ án Việt Á ông tướng Tôn Sô của Công an Việt Nam thông báo tiếp tục điều tra vụ án Việt Á. Từ sau khi ông cựu chủ tịch Phúc tung được câu nói, gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Thì vụ án Việt Á lắng hẳn xuống, bởi đây là câu nói cực kỳ khôn ngoan của ông cựu chủ tịch nước. Chính nhờ câu nói này mà ông phúc đã đưa ông tổng bí thư nguyễn phú trọng vào thế khó xử có lẽ ông phú trọng không thể đạp lên cam kết của ủy ban kiểm tra trung ương mà bắt bà trần thị nguyệt thu đấy là vùng cấm không thể xâm phạm nếu ông trọng cho tô lâm khám xét về bắt giữ bà nguyệt thu thì ông ăn nói thế nào trước công luận khi mà ông đã cho ông trần cẩm tú xác nhận vợ và con của chủ tịch nguyễn xuân phúc không liên quan đến việt á tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 mới đây, trả lời câu hỏi liên quan đến kết quả điều tra các vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Tuần Sô, so, Trung tướng, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết, các vụ án được Công an thực hiện tích cực, khẩn trương, cơ bản, hoàn thành đúng tiến độ. Do tính chất phức tạp và có nhiều vụ án phải thực hiện đồng thời, Bộ Công an đề xuất gia hạn điều tra với vụ án Việt Á. Phải chăng đây là dấu hiệu của sự tháo chạy. Nếu vụ ập Việt Á không thể đánh lên vị trí cựu đệ nhất phu nhân của nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam, thì việc mở rộng vụ án Việt Á cũng chỉ gói gọn trong phạm vi Bộ Y tế. Mà trong Bộ Y tế còn đó những cấp dưới trong thời kỳ ông Nguyễn Thành Long làm Bộ trưởng. Bộ Y tế hiện nay như rắn mất đầu, tuy có Bộ trưởng nhưng trong vòng 10 tháng qua, bà Đà Hồng Lan cho thấy bà chẳng làm được gì trong tình hình Bộ Y tế dối ren như hiện nay bà không có chuyên môn muốn chỉ đạo ngành y thì phải nhờ tư vấn việc bộ chính trị thuyên chuyển bà đến bộ y tế là cách lấp đầy chỗ trống chứ không phải là cách chọn người đứng đầu đúng việc trong khi đó các cấp phó của bà có chuyên môn ngành y lại đang lo lắng có thể bị pháp luật sở đến bất cứ lúc nào và sau đó quăng vào lò mới đây báo chí thông báo ông nguyễn thường sơn thứ trưởng bộ y tế xin nghỉ hưu trước tuổi nếu theo đúng chế độ thì thời gian ông Sơn nghỉ hưu sẽ là năm 2025. Báo chí cho biết ông Nguyễn Thưởng Sơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân. Theo nhận xét của một số nhà quan sát giấu tên, đây chính là dấu hiệu của sự tháo chạy trước đợt càn quét lần thứ hai đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng nhắm vào Việt Á làm rung động Bộ Y tế của Việt Nam. Bà Đào Hồng Lan chìm nghỉm trong vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ Y tế nơi được bệnh danh là cơ quan chính phủ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nhưng dưới thời Cộng sản, nó đã biến tướng, trở thành nơi trục lợi trên sự khốn cùng của người bệnh. Nhiều nước trên thế giới chi ngân sách cho y tế là lớn nhất. Mục đích của họ nếu không miễn phí cho y tế cho dân thì cũng hỗ trợ chi phí y tế để người nghèo có thể tiếp cận được với ngành này. Còn ở Việt Nam, ngân sách của Bộ Y tế thì chỉ bằng có 1 trên 13 ngân sách của Bộ Công an. Ngành y tế thiếu tiền, thiếu hỗ trợ, thượng tầng đến hạ tầng thì cắn xé lẫn nhau, giành giật nhau để mà trục lợi. Mà đau nhất là họ trục lợi ngay trên người bệnh, khốn khổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Lò nóng ngàn độ, đào hồng lan, lặn mất tầm, thuộc cấp, tháo chạy, tránh họa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.